Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tiếp nhận và điều trị cho khoảng 50 trẻ sinh non trong 3 tháng đầu năm. Hiệu quả của phục hồi chức năng sau tai biến bằng y học cổ truyền. Nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ đầu. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sàng lọc ung thư sớm. Mục Cẩm nang y học kỳ này sẽ giới thiệu những vị thuốc trị bỏng. Cuối chương trình là câu chuyện y tế về Phó trưởng Công an xã với 31 lần hiến máu tình nguyện. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, chỉ tính trong 3 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 50 trẻ sinh non. Trong đó, trẻ nhẹ cân nhất mà bệnh viện thu dung nặng khoảng 900 gram ở thai kỳ 28 tuần. Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh non, trong đó một phần là do sự phát triển của các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Trước kia, nhiều phụ nữ bị vô sinh thì nay đã điều trị được, tăng khả năng có thai. Tuy nhiên, bản thân những phụ nữ này cũng gặp vấn đề nội tiết không ổn định, vì thế khả năng sảy thai, sinh non rất dễ xảy ra. Trẻ sinh non phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về sức khỏe như suy hô hấp, viêm ruột hoại tử, thiếu máu, vàng da, bại não, chậm phát triển hay thậm chí tử vong. Vì vậy, việc bắt đầu với một thai kỳ khỏe mạnh là điều rất quan trọng, góp phần hạn chế tỷ lệ sinh non ở sản phụ. Cùng với đó là việc khám thai định kỳ và sàng lọc trước sinh để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ của thai kỳ. Cũng theo thống kê từ khoa Nội Nhi 1 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, số trẻ bị viêm phổi, viêm phế quản những ngày gần đây tăng đột biến so với thời điểm trước. Thời tiết giao mùa được cho là nguyên nhân khiến bệnh về đường hô hấp ở trẻ nhỏ tăng mạnh. Số trẻ điều trị nội trú dao động trong khoảng từ 60 tới 70 trẻ, tăng từ 10 tới 20 trẻ so với thời điểm trước. Trong đó khoảng 90% trẻ bị viêm phế quản, viêm phổi trong tình trạng nặng, các biểu hiện lâm sàng như sốt cao, ho, sổ mũi, thở khò khè, trên phim chụp X quang phổi thấy các tổn thương đám kẽ. Đáng chú ý, có nhiều bậc phụ huynh chỉ đưa con đến viện khi đã điều trị nhiều loại kháng sinh mà tình trạng bệnh không thuyên giảm. Điều này gây khó khăn trong việc điều trị bệnh của các bác sĩ và kéo dài thời gian nằm viện của trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo thời tiết giao mùa xuân hè như hiện nay là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh phát triển. Các bậc phụ huynh cần chú ý giữ ấm cho trẻ, tăng sức đề kháng bằng cách cho trẻ ăn uống đủ chất. Khi trẻ có biểu hiện bệnh, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được điều trị đúng phác đồ. Vừa qua, Bệnh viện Mắt tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức khám phẫu thuật thay thủy tinh thể cho hơn 80 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn được mổ miễn phí. Bệnh nhân được phẫu thuật trong đợt này chủ yếu là nhóm các đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn và nhóm người cao tuổi tập trung tại các huyện Phù Cừ, Ân Thi, Khoái Châu. Các bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc, chẩn đoán phẫu thuật thay đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco. Đây là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay. Ưu điểm của phương pháp này là bệnh nhân ít đau và tổn thương sau phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật ngắn từ 15 tới 30 phút, đường mổ nhỏ, bệnh nhân không cần tái khám nhiều lần và có thể xuất viện ngay sau mổ. Người bệnh sau phẫu thuật sẽ nhanh chóng phục hồi thị lực, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, tai biến mạch máu não dễ để lại những di chứng khá nặng nề, thường gặp nhất là liệt chân tay, liệt nửa người hoặc liệt toàn thân. Nhưng sau khi điều trị bằng Tây y, nếu tập phục hồi chức năng sớm thì khả năng hồi phục rất cao. Hiện nay, các biện pháp hồi phục bằng y học cổ truyền đang mang lại hiệu quả cao. Mỗi ngày, tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên có hàng trăm bệnh nhân đang được phục hồi chức năng sau tai biến bằng các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, tập vận động có hỗ trợ. Với các phương pháp này, các bác sĩ và kỹ thuật viên giúp cho bệnh nhân phục hồi các vận động như vận động tay, chân, ngôn ngữ. Nếu kiên nhẫn và tuân thủ đúng phác đồ, bệnh nhân có thể tự đi lại được, tự phục vụ mình, không lệ thuộc hoặc chỉ cần hỗ trợ một phần. Tùy vào từng loại tai biến, khả năng phục hồi sẽ khác nhau. Thường thì ở dạng xuất huyết não, khả năng phục hồi sẽ cao hơn là nhồi máu não. Theo các bác sĩ, thông thường phục hồi khá tốt trong 3 tháng đầu, phục hồi chậm hơn 3 tháng tiếp theo. Ngoài 6 tháng thì phục hồi rất chậm. Vì vậy, sau khi điều trị cấp, bệnh nhân nên tiến hành phục hồi sớm để mang lại hiệu quả cao nhất. Là một trong những khu chợ thuộc dự án Lip Sáp đảm bảo an toàn thực phẩm, nhưng chợ đầu xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên vẫn đang tồn tại những nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Tình trạng nước thải ứ động quanh chợ cùng phế phẩm của những mặt hàng tươi sống đang bốc mùi hôi thối là những điều đang diễn ra tại khu chợ này.
đường đi lối lại chật hẹp, tối tăm, nước thải từ nơi sơ chế giết mổ thực phẩm chảy tràn trên nền chợ. Thực phẩm tươi sống bày bán không đúng quy định, các loại rau củ quả được đặt ngay dưới nền đất, nhếch nhác, lộn xộn. Ngày nắng bụi bặm, ngày mưa lầy lội. Rất mong chính quyền địa phương và ban quản lý chợ đầu sớm có biện pháp quản lý chợ có nề nếp, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sàng lọc ung thư sớm được coi là chìa khóa vàng để phát hiện sớm và đưa ra các phương pháp ngăn chặn cũng như phác đồ điều trị ung thư hiệu quả, từ đó làm giảm nguy cơ tử vong, góp phần giảm chi phí cho người bệnh. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cũng như vai trò quan trọng của nó trong tầm soát ung thư, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ Nguyễn Văn Hà, khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Xin chào bác sĩ ạ, rất vui được gặp bác sĩ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết chương trình sàng lọc ung thư sớm là gì ạ? Sàng lọc ung thư sớm là phát hiện ra các tổn thương ung thư từ giai đoạn sớm hoặc là đặc biệt là trong cái giai đoạn tiền ung thư. Vậy trong chương trình sàng lọc ung thư sớm thì sẽ bao gồm những quy trình như thế nào ạ? Thông thường thì bệnh nhân đến với Bệnh viện Đa khoa Phố Nối thì sẽ được các bác sĩ lâm sàng thăm khám và phát hiện các tổn thương, sau đấy thì sẽ chỉ định các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Ví dụ như là chẩn đoán hình ảnh thì bao gồm có chụp X-quang, CT hoặc là siêu âm hoặc là chụp cộng hưởng từ. Cộng thêm là làm xét nghiệm các cái xét nghiệm sàng lọc các cái ung thư, ví dụ như các marker sinh học chẩn đoán ung thư sớm này. Và xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học chẩn đoán ung thư cho bệnh nhân. Tiếp theo thì bác sĩ có thể cho biết ý nghĩa của chương trình sàng lọc ung thư sớm là gì ạ? Khi một bệnh nhân được phát hiện ra các tổn thương ung thư sớm hoặc đặc biệt các tổn thương tiền ung thư thì có ý nghĩa rất lớn trong cái việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Cái này nó sẽ góp phần vào tăng cường cái hiệu quả điều trị và tăng cường cái khoảng thời gian sống thêm sau điều trị về ung thư cho bệnh nhân. Đặc biệt là nó giảm thiểu nhiều chi phí điều trị đối với bệnh nhân và đối với bảo hiểm y tế. Khi phát hiện ra cái tổn thương tiền ung thư hoặc là ung thư sớm thì cái sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn đảm bảo để điều trị và nó sẽ đảm bảo cho bệnh nhân là cái thời gian sống thêm và cái sức khỏe sau điều trị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã triển khai được kỹ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học. Thì cái chương trình sàng lọc ung thư sớm thì nó rất có ý nghĩa đối với ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến giáp. Đấy là những cái mà nó có chúng tôi thì có thể chẩn đoán được trong giai đoạn sớm nhất. Đấy thì khi mà các cái ung thư nó còn ở tại chỗ thì cái đấy nó sẽ góp phần rất lớn và mang lại ý nghĩa và hiệu quả rất lớn trong điều trị và tiên lượng dự phòng cho bệnh nhân. Ở đây thì chúng tôi làm cái xét nghiệm về tế bào học. Khi mà phát hiện ra các cái tổn thương ung thư sớm thì sẽ tư vấn cho các bác sĩ lâm sàng, đặc biệt là bác sĩ ung bướu thì sẽ có phương án điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân. Cuối cùng thì bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên để giúp cho người dân có thể phát hiện ung thư sớm ạ? Cũng xin đưa ra một số lưu ý đối với người dân, tức là đối với mỗi chúng ta ở trong cộng đồng. Khi mà trên cơ thể mà phát hiện ra các cái bất thường, ví dụ như là đối với phụ nữ, chị em phụ nữ có thể tự khám vú định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, mà thấy các cái dấu hiệu ví dụ có u cục gì bất thường thì có thể là sẽ đến với Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để được khám và sàng lọc và được tư vấn tốt nhất. Hai nữa là đối với các tổn thương khác, ví dụ như là trên tuyến giáp hoặc là cổ tử cung hoặc là các cái phần mềm trên cơ thể thì tốt nhất chúng ta lên đi khám định kỳ 3 đến 6, 1 năm 2 lần, 6 tháng 1 lần nhé. Thì để phát hiện ra các cái bất thường và có hướng giải quyết nó phù hợp nhất đối với từng người, từng bệnh nhân. Xin cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, bỏng là tai nạn thường gặp trong sinh hoạt. Khi bị bỏng dạng nhẹ, bỏng bề mặt thường chỉ là bỏng ngoài da, diện tích da bị bỏng nhỏ, chúng ta có thể xử lý tại nhà bằng một vài nguyên liệu tự nhiên để giảm cảm giác đau đớn và giúp vết thương chóng lành. Trong một cẩm nang y học số này, lương y Nguyễn Văn Triệu, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị những vị thuốc dân gian điều trị hiệu quả những vết bỏng ở dạng nhẹ này. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn
về sơ cứu và chữa bỏng tại nhà. Nếu không may các bạn bị bỏng thì đầu tiên chúng ta là phải ngâm nước trong 30 phút. Nếu mà bị vào quần áo mà ta mà không may và quần áo nó dính vào thì ta phải dùng kéo cắt quần áo ra. Ngâm nước xong chúng ta nên để cho khô thì chúng ta vào dùng những nguyên liệu gồm rượu, hai là muối, ba là cây lá bỏng, bốn là lá khoai lang. Thì trong những cái nguyên liệu này thì nhà ta là ai nhà nào cũng gần như cũng có, chỉ áp dụng cho những người bị bỏng nước, bỏng sinh hoạt gia đình, bỏng mỡ, bỏng độ 2 hoặc là trên độ 2 một chút, chứ còn bỏng độ 3 trở đi thì là nên phải các bạn đến các cơ sở y tế sơ cứu. Xong thì chúng ta có thể là chúng ta lấy lá bỏng rửa sạch, rửa lỗ muối sạch sẽ, xong cho chúng ta giã ra, cho giã mấy lại muối, dùng là một nắm lá bỏng và một thìa cà phê muối giã lẫn nhau, sau đó giờ ta bị dịt vào vết thương. Còn dùng lá khoai lang này thì ai trong những gia đình nào có thể là bị thì có không nó lá bỏng thì dùng ta có lá khoai lang, mà không có lá khoai lang thì có thể ta dùng muối. Thì cái lá khoai lang này ta dùng là rửa, cũng rửa sạch đi, cho vào rửa với nước muối sạch sẽ, ta giã ra cho một chút muối thôi vào và ta băng lại vào vết bỏng. Thì cái lá khoai lang này là không phải thay hàng ngày, mà ta cứ băng vào đến bao giờ nó khô lá khoai lang thì cái vết bỏng cũng sẽ hết. Đấy, còn về muối này cũng vậy, khi băng muối này vào thì có biểu hiện là sẽ bị đau nhức lên, ta mất khoảng 1 đến 2 tiếng. Tùy theo từng vết một, có thể là vết nào to hoặc là rộng thì ta có thể dùng bằng rượu. Vết nào nó ở chỗ mà không thể băng muối được thì chúng ta phải dùng rượu. Nếu mà dùng cái rượu này để sử dụng về chữa bỏng là tiện nhất. Nhưng mà nhớ rằng là các bạn dùng rượu trắng. Cái nồng độ của rượu này là từ 40 độ trở lên. Mà rượu nhẹ thì tác dụng nó kém. Chúng ta cho rượu vào bông, băng chặt lại. Nếu mà vết thương rộng, chúng ta dùng cả một cái nền bông như thế này, tẩm rượu vào cho chúng ta quấn vào vết thương. Ngày thứ hai là ta phải bỏ vết thương ra, không bằng băng nữa, không được băng nữa mà chỉ bôi rượu thôi. Chứ không để vết thương băng kín như này nó sẽ tạo mủ. Nếu cái điều kiện mà vết bỏng nó ở tay hoặc ở chân thì ta có thể là đổ cái rượu ra để cho chân hoặc cho tay vào ngâm rượu, ngâm trong khoảng 30 phút, xong mình lại bỏ ra, xong thời gian sau lại ngâm tiếp. Nhưng vết thương không để nên là băng kín quá thì sau nó sẽ mưng ngủ. Thì nếu mà vết thương bị không may mà bị vỡ, bị chảy ra thì ta lên là dùng thêm kháng sinh, uống thuốc kháng sinh vào thì chống viêm rồi giảm đau. Có những người là dùng cái nước mắm hoặc là nước tiểu để chữa bỏng thì có thể là nhiễm trùng. Cái nước mắm thì có thể là ăn vào đường ruột thì không sao, nhưng mà nếu mà để chúng ta mà cho vào vết bỏng, vết thương không may là xảy xước ra thì nó sẽ bị nhiễm trùng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 đánh dấu mốc tròn 30 tuổi với chàng thanh niên Phạm Văn Thành, Phó trưởng Công an xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Nhưng anh đã có tới 31 lần tham gia hiến máu tình nguyện để sẻ chia giọt máu cứu người. Nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 7 tháng 4, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chàng thanh niên luôn tâm niệm, sống là cho, đâu chỉ nhận cho riêng mình này. Mặc dù đang nuôi con nhỏ, nhưng chị Nguyễn Thị Dung vẫn mong muốn được hiến máu cứu người. Chị đã có 5 lần sẻ chia giọt máu cứu người. Và người kết nối những trái tim tình nguyện như chị chính là anh Phạm Văn Thành, Phó trưởng Công an xã Hàm Tử. Em biết hiến máu tình nguyện cứ qua anh Thành. Anh đã đến động viên em rất nhiều. Trước đây em chưa hiểu được nhiều lợi ích hiến máu tình nguyện. Nhưng sau anh qua anh Thành thì em thấy nhiều lợi ích hơn. Bây giờ em cũng rất muốn hiến máu, nhưng mà hiện tại em đang nuôi con nhỏ ạ.
thì em đã hẹn anh Thành rất nhiều là bao giờ có chương trình thì em sẽ gọi đến em ạ. Biết chưa thể hiến máu ngay lúc này nên anh Thành đã nhiệt tình giải thích để sau này khi có điều kiện, chị Dung lại tiếp tục hiến máu cứu người. Đây là những việc làm thường xuyên của chàng thanh niên đã hiến hơn 10 lít máu này. Hiến máu và vận động hiến máu, Thành bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2007. Khi còn là sinh viên, có năm nhiều, Thành đã hiến máu 5 lần, thậm chí nhiều lần. Thành còn bắt xe lên tận Hà Nội để hiến máu. Lần tiếp theo mình đã hiến rồi thì mình cảm giác thật sự là nó vô cùng ý nghĩa để giúp ích cho, thứ nhất giúp ích cho xã hội, giúp ích cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo về máu hoặc là những người tai nạn giao thông máu cấp thì mình đấy cảm thấy mình đem những giọt máu mình mang cho người ta thì cảm thấy vô cùng ý nghĩa nhân văn. Khi về làm công tác đoàn tại địa phương, từ việc tham gia nhiệt tình của bản thân, Thành đã lan tỏa ý nghĩa của việc hiến máu cứu người tới đông đảo các đoàn viên và mọi người, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương. Đồng chí Thành luôn luôn nêu cao cái tinh thần là người cán bộ đoàn và cá nhân đồng chí là một trong những đồng chí đoàn viên rất là nhiều lần hiến máu. Tính đến thời điểm này đồng chí đã có trên 30 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Qua hành động đồng chí thì đã lan tỏa rộng khắp tới đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên trên toàn xã. Đồng chí Phạm Thành là phó trưởng công an xã của xã Am Tử thì là một đảng viên cũng như một cán bộ của xã là rất năng nổ trong công việc và đặc biệt là cái công tác xã hội thì đồng chí rất năng nổ. Trước đây thì phong trào hiến máu ở xã thì nó còn hạn chế. Thế nhưng mà sau khi đồng chí Thành đi hiến máu nhiều không về cũng nói là và vận động tuyên truyền cho các đoàn viên khác ấy, thì người ta cảm thấy cái đi làm cái đi hiến máu là nó rất là bình thường chứ nó không có gì mà như trước người ta nghe có vẻ e dè. Nhưng từ ngày đó thì đồng chí Thành vận động và cũng đã hiến máu thì cũng các đoàn viên khác thì cũng tôi thấy là càng ngày đi càng nhiều mà đặc biệt là có cái tỷ lệ ở trong qua chữ thập đỏ vào vận động hiến máu nên là xã Am Tử là một trong những người đi hiến máu nhiều nhất ở trong huyện. Không muốn bố mẹ lo lắng cho mình nhiều nên đến tận khi Thành hiến máu lần thứ 21 có tờ báo về viết bài, bố mẹ Thành mới biết được việc làm ý nghĩa của anh. Cái việc mà em đi hiến máu tình nguyện thì nói chung toàn trốn thôi. Thì còn có anh gia đình không biết cái này thì chúng tôi đều ủng hộ bởi vì chúng tôi thân thực sự là tình hình hiện nay máu của mình thiếu rất nhiều. Với sự ủng hộ của gia đình, Thành đã tự tin hơn mỗi lần đi hiến máu. Anh cũng không quên kêu gọi sự sẻ chia của mọi người khi tận dụng lợi thế mạng xã hội để kết nối thêm nhiều người cùng hiến máu. Hiện nay Thành đã tham gia vào ngân hàng máu sống của câu lạc bộ hiến máu tình nguyện huyện Khoái Châu, luôn sẵn sàng lên đường hiến máu trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Đối với hoạt động hiến máu của huyện Khoái Châu thì có thể nói là những năm gần đây nó phát triển rất mạnh và để phong trào hiến máu của huyện đạt được những cái thành tích như vậy thì không thể thiếu được những cái bạn mà tình nguyện viên tiêu biểu như bạn Thành ở đây. Đối với tất cả các cái phong trào thiện nguyện cũng như là và đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện thì khi mà huyện có chương trình thì em cũng rất là nhiệt tình, hăng hái để tham gia cùng với cả hội chữ thập đỏ huyện. Với những nghĩa cử cao đẹp như vậy, anh Thành đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và rất nhiều những chứng nhận, giấy khen khác. Nhưng có lẽ, niềm vui lớn nhất với anh Thành đó là những giọt máu quý của mình đã góp phần kết nối những trái tim và kết nối sự sống cho nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.